Trời. Khổ quá, con mình nó không có ăn. Chị nói hả, hồi xưa mà cái lá rau muống á, lá rau muống bây giờ mình ăn mà chị thèm, chị không có chị ăn nữa. Còn cái lu cái kiểu người ta cho cái chút xíu vậy, nước ở trên đó nó nhiễu xuống. Nước được, nào nước trên này hả? À, được giọt nào á thì chị lấy chị tắm con Hường. Dạ. Tắm nó xong rồi chị mới tắm rồi. Trời. Chị kể hoàn cảnh của chị sao chị? Thì chị hả, hồi lúc 10 tuổi thì ở với cha với mẹ. Giờ cái hả 10 tuổi cái cha đã mất rồi. Cha mất hả, hồi cha còn sống thì hả đi theo cha đi rừng đi bụi. Tới 10 tuổi cái cha mất. Mất rồi mẹ chị hả mù. Mù mẹ ngồi chỗ tới mấy ba chục năm lận. Rồi chị với hả mẹ với đứa em á mới mướn chiếc xuồng đi lên đên sống ở dưới rừng á. Ừ. Rồi mần hả thời gian cái tới hả năm 16 17 tuổi cái chị lên trên bờ. Dạ. Không còn lên đên dưới sông nữa. Cái chị lên bờ rồi chị đi mần cũng bắt cá bắt còng lặn lội dưới sông vậy đó. Rồi nuôi hả, bà già với lại đứa em út. Rồi cái chị hả tới năm 19 tuổi. Nuôi tới năm 19 tuổi là chị lập gia đình. Lập gia đình về có hai đứa này nè. Về bên chồng là vẫn khổ luôn. Vẫn khổ luôn tới chừng hả là bên chồng ở này kia kia nọ đối xử với chị ấy. Chị mới ra đi. Đi rồi bỏ con như vậy. Rồi hả xong cái thằng anh nó mất. Cái chị về hả chị còn nhỏ này chị ẩm về đây chị nuôi. Ẩm về đây nuôi thì chị đâu có nhà đâu chị ở. Chị phải vô trong cái phòng này nè chị ở. Chị ở tối á, hồi đó còn được cái kiếm cửa. Tối chị mới hả dỗ con ngủ đi. Ngủ xong rồi chị mới lén con đi xuống đằng sau nè. Chị mới xơ cầm. Xơ cầm bữa nào mà con nó ngủ hả ít giấc á thì mình còn được đi xơ cầm. Thấy bữa đó con nó không có ngủ trưa đó. Bữa nào nó ngủ trưa canh nước cạn sát thì chị xuống sông chị mò. Đó mà cứ quanh năm suốt tháng vậy không có ngày nào mà để chị nghỉ ngơi được đó. Là từ đó anh với chị chia tay luôn hả? À chia tay luôn. Ừ. À, chia tay luôn là chị sống xa cha nó là 20 năm mới gặp ảnh. Dạ. Đó. Nghe em gì? Gặp. 20 năm sau mới gặp hả? Ờ sau 20 năm chị mới gặp anh này. Chị mới sống với ảnh. Chứ hồi xưa không biết rồi. Chị chưa gặp anh này á là chị mần một mình nửa đêm nửa hôm ở dưới sông dưới suối. Đi mò nửa đêm cũng một mình. Mà ban ngày cũng một mình. Rồi bữa nào chị đi mò về mệt là chị ngủ tới trưa đó. Cái hàng xóm mới mấy chị em ở xóm chòm nè mới thấy chị ngủ trưa đi sợ đi chị chết sao hoặc chị bệnh tụi nó mới kêu chị. Dạ. Kêu bữa nào chị khỏe thì chị dậy còn không khỏe nữa thuốc bệnh đó rồi nó hả nấu cơm nấu nước rồi thuốc men nó mua nó ấy cho chị uống bởi xóm chòm ta thương á. Rồi hả chị sống được thời gian chị mới gặp anh này nè sống là nhờ chòm sớm không có ăn miếng gì ăn ta cũng cho hay là ngày xưa là chị sanh hai bé là sanh ở đâu? Chị sanh ở tại đây. Dạ. Yeah. À, chị sanh ở trên cổng chuồng này nè. Dạ. Yeah. À. Anh Long đi đâu anh Long ơi? Anh Long đâu anh? Không lấy cái gì. Đi lên. Đó giờ hả cứ vậy đó. Đi lên. Nhờ có cha dựng hả. Mà anh tốt ghê ha. Chứ không có ổng thì chị chết mấy năm nay á. Mà đó chị mạnh giờ hả chị gặp ổng hả chị bệnh hoài hả. Dạ. Giờ càng ngày càng lớn tuổi hả sức khỏe hay rồi chị mang mấy chứ bệnh trong người hả. Chị bệnh gì nữa? Hồi xưa á hả chưa gặp ông này á là chị bệnh viêm chi gan B. Dạ. Gan độc á. Dạ. Chị hả chạy chữa là vừa hết chị gặp ông này. Gặp ông này là bệnh trĩ nè. À, bầu tử nè, rối loạn tiền đình nè, đó, rồi khớp,
uống thuốc nhất á, khớp là uống quanh năm suốt tháng. Như là cái cuộc đời của chị nó cứ gian trưng suốt à? À chị nói bây giờ 10 tuổi, chị 10 tuổi là ba chị mất hả? 10 tuổi là ông già mất. Còn mẹ? À, mẹ thì mù ngồi chỗ. Dạ. Ờ, ngồi chỗ mà mẹ mướn chiếc xuồng là một tay chị chèo lái, nhỏ em chèo mũi. Dạ. Rồi đi xuống rừng bằng củi đó. Khổ quá. Chị có mấy chị em chị nghe? À, chị một mẹ khác cha thì giờ còn được 4 chị em gái. Dạ. Còn nếu mà một mẹ một cha, chị với con nhỏ em út thôi. Mà nhỏ em út chị á, thì bây giờ nó ở ngoài Long Sơn á. Dạ. Ừ. Đó, chứ còn một mẹ khác cha với lại nhỏ em đều tính luôn là được 4 chị em gái. Đó, nhưng ngày mà... xưa chị ở cái căn phòng trong kia. À. Chị dẫn em vô được không? Chút xíu nữa chắc có lẽ là tìm hiểu về anh Long tí xíu để nghe là kể những cái câu chuyện khi xưa anh gặp chị ha, để tìm hiểu thêm nha mọi người. Đây là một cái căn phòng luôn đây nè. Ngày xưa chị ở chỗ này ha. Ngày xưa chị ở chỗ này mà nó cũng bằng như trên vậy chứ không phải là nó hủng vậy. Dạ. Vậy sao cái đường mình không có cao á, lội sình lầy cái người ta mới lấy đất đá người ta đem ra ngoài. Người ta đổ đường đi. Dạ. Ừ. Chứ hồi xưa nữa cũng bằng trên đây mà nó còn được cánh cửa. Là chị ở với chồng cũ của mình ở đây? Không, ở mình con chị hả? Hai mấy con thôi. Ừ. Trời ơi. Đó bé chị thôi, ảnh là chị về chị ôm nhỏ này là đời hồi đó là chưa có điện nha. Dạ. Rồi chị vô đây là còn một năm nữa là đúng năm 2000. Đó, còn thiếu một năm nữa là năm 2000. Lúc đó là bé Hường bệnh dữ chưa? Thì nó bệnh dữ mà. Dạ. Chị đi hả, nó chui đầu này nó đi đầu kia, nửa đêm chị đi mần về kiếm con không có, chị khóc gần chết. Giờ cô bác người ta thấy á, ban ngày á thì người ta lấy quần lấy áo bận cho nó, hoặc là người ta đưa vô ha, người ta kiếm chị, người ta kêu chắc về. Còn ban đêm hả không biết, trời ơi tối mà lủi thủi đi kiếm con ban đêm, không biết con mình nó bị xe đụng hay là nó té sông té suối không biết. Kiếm nửa đêm là chỉ có hai mẹ con trong căn này. Hai mẹ con thôi. Ờ, nhưng mà sao chị là một người phụ nữ sao chị dám sống ở trong cái cảnh như thế này? Chứ giờ chị hỏi cưng nè, hỏi chứ hả, mình khổ quá, con mình nó không có ăn. Chị nói hả, hồi xưa mà cái lá rau muống á, lá rau muống bây giờ mình ăn rồi mà chị thèm, chị không có chị ăn nữa. Còn cái lu cái kiểu người ta cho có chút xíu gì, nước ở trên đó nó nhiễu xuống. Nước được nào nước trên này hả? À, được giọt nào á thì chị lấy chị tắm con Hường. Dạ. Tắm nó xong rồi chị mới tắm lại chị. Ủa sao không có nước ngoài này, không có nước sao chị? Hả? Hồi xưa hả, nước ở đây nó đục mò mà nó mặn chát à, chứ đâu phải như bây giờ mà trong mà ấy đâu. Dạ. Ừ. Chị ở trong này là bao nhiêu năm? Chị ở trong đây có một năm mấy, hai năm thôi. Là người ta mới cho tiền miếng miếng á, mới khúng cái ngoài đó chị mới ra đó. Chứ chị ở đây có một năm mấy, hai năm thôi. Thật ra thì khi mà sống ở trong này á, về tối thì không có điện đài thì nó rất là sợ, và đặc biệt là mưu. Mà khi mà chưa có dọn dẹp sạch sẽ giống gì nè, chị sợ tôi về tối chị sợ dữ không? Chị á, sợ cũng có mà không sợ cũng có. Mình hả, cứ sợ giờ mình coi như không sợ đi. Sợ giờ ai mà nuôi con? Mình sợ mình giúp ở trong nhà, trong ấy thì ai mà nuôi con? Cũng bậm gan đi, đội đèn đi, gặp ma, gặp ấy, gặp hoài luôn. Gặp hết chỗ này tới chỗ kia. Gặp ma. Chứ sao? Ai vậy? Nó. Chị gặp ở đâu? Ở ngoài đầu này cũng có, mà ở chỗ này chỗ kia cũng có. Ừ. Cưng có tin không? Chị mò tối mà trời 30 không có đèn, đá đứt bùn vậy nè. Chị mò có thể hả, mà nước không có cạn nha, chị ngồi tới đây có thể cá lóc á, chị bắt hai ba con một lượt. Mà bữa đó nước sắp queo, chị ngồi hả, vừa thả chấm đít thôi mà con cá lóc đi lớn vậy nè, nó vượt lên vượt xuống cái mà ngay đó, ngay chỗ con cá nó vượt á thì cái thằng ở sớm, cái thằng 12 nó chết trâu cái hả, nó vượt hoài chị dí hoài cái hả, trời đất ơi, ngẫm nghĩ ôi nãy giờ 12 nó giỡn với mình nè chứ không ai đâu. Là lúc đó chị biết nó nhát chị rồi, là chị xách cái vỏ chạy về một mặt. Mà hồi đó là hồi xưa là bà già còn sống nha, bà hỏi chính sau nay mày xách vỏ mày chạy về sớm mà mày thở hào hển vậy. Cái nói má ơi, không biết 12 nãy giờ có giỡn với con hay không, con không biết. Mà con đụng cá lóc ngay đó đó mà hả, nó cứ hả mò xuống
thì vuốt nó, mà nó chạy lên, con chạy lên, con vuốt nó, mà nó cứ giỡn với con hoài thôi, con xách chỏ con chạy lên, chắc nó nhát con quá. Lúc đó thì khi mà chị ở một cái căn nhà như thế này, hai mẹ con là nữ hết à? Thì lúc đó chị sợ những cái không phải là ma chết mà sợ những thành phần sống mà sống không? Người sống đó. Chị sợ, lớp chị sợ cho chị, mà lớp sợ cho con chị. Thì chị cũng biết sao, lúc đó chị cũng còn trẻ tuổi. Dạ. Mới ba mấy tuổi thôi. Dạ. Đó, chị cũng sợ, vừa sợ cho chị mà vừa sợ cho con chị. Đó, chị đi mặn ngoài đồng thì sợ ở ngoài đồng, mà về nhà cũng sợ luôn trong nhà. Dạ. Đó, nhằm khi mình đi đêm hơn, nó ở ngoài đường, nó chặn đường đó ngọ, cũng dạ. sợ. Mà về tới đây thì cũng sợ, mà bỏ con một mình cũng phải sợ. Lúc đó thì cái lúc mà coi như là một mình chị là đương đầu với tất cả đó, thì có một cái niềm tin nào cho chị vượt qua không? Thì hả con, chị nói chị sống chết là cũng vì con chị. Chị cố gắng, chứ nếu không có con chị là chị đã chết từ lâu. Đó, chị nghĩ mình tạo nó ra, nó bất hạnh, nó đã như vậy rồi, thì mình phải làm mẹ, phải cố gắng nuôi con, dù cỡ nào cũng nuôi á, không có bỏ. Người ta kêu hả, gửi đi, chị không có gửi. Người ta nói, mày gửi cho cô nhi viện á, người ta chăm sóc. Chị mới suy nghĩ vậy, cái người nuôi người ta đâu có quýnh con mình, nhưng mà tâm thần với nhau nó quýnh chết. Chị nói thôi, cỡ nào cũng ôm con, chết sống gì cũng ôm con của mình thôi. Có nó chị mới sống tới ngày nay đó, không có nói chết sớm rồi. Thật ra thì nghe cái câu chuyện của chị nghe thì bất hạnh từ đầu đến cuối, từ mẹ, từ nhỏ thì đã 10 tuổi đã mất ba và mẹ mù, thì sống với lại chị em thì cũng khác mẹ. Khác cha. Dạ thì sau này thì có chồng thì lại thêm một cái phần bất hạnh là con, hai đứa con của mình á, nó lại không được coi như là như bao đứa trẻ khác. Hôm nay thì gặp chị thì một cái câu chuyện ở đằng sau nó cả một cái vấn đề cực kỳ khó khăn hả chị Nga? Bởi chị nói trong cuộc đời chị nói hoài, ngày nào chị cười, thấy chị cười á, không phải là chị vui tươi chị cười. Chị cười chẳng vào đầu môi chót lưỡi để cho qua ngày đoạn tháng thôi, chứ thật ra trong tâm chị khổ. Có một số khán giả là hỏi em là sau khi mà bé bị xâm hại như vậy đó, thì chị có đem bé đi coi như là chấm định thôi. Dạ. Không phải chấm định mà gọi là đừng cho có bé sau này có mang này kia đó chị. Để mà gọi là triệt sản gì đó, em cũng không gành lắm. Chị trả lời câu đó. Người ta nói chừng nào mà bé có sanh một lần á mới làm cái đó được. Còn nếu không sanh á thì làm không được. Lúc dạ. đó ở sớm chòm là tụi nó mới kêu thôi giờ chị chạy ra chị mua viên thuốc uống ngừa thai liền cho cháu nó uống, rồi chị thì hả đi hả mua thuốc cho nó uống liền. Chứ còn nghe người ta nói chừng nào mình phải sanh một lần người ta mới làm được đó. Nhưng mà để vậy thì thấy nó cũng khá là nguy hiểm đối với bé, đặc biệt là anh với chị thường đi làm thường xuyên á. Thì bởi vậy mà bây giờ thí dụ mình muốn làm như vậy cũng làm không được nữa. Dạ. Cũng bác sĩ cũng có hướng dẫn ha. Bác sĩ không có hướng dẫn mà điều trị em ở sớm nè. Người ta nói là chừng nào có như vậy mới làm được, chứ không phải là bác sĩ nói chị như vậy. Dạ. Thôi chắc có lẽ là em sẽ tâm sự với anh một tí xíu về cái câu chuyện của anh gặp với chị để tìm hiểu hết về cái nội dung này ha.